Xin được kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Quay trở lại với anh chị và các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin giới thiệu tới anh chị và các bạn một chiếc Chevrolet Cruze LTZ số tự động sản xuất năm 2010. Xe tiền tiên nhân. Dòng xe số tự động Cruze số tự động thì nó sử dụng máy động cơ xăng 1.8 nhé. Dòng xe LTZ này thì nó 1.8. Về điểm mạnh của cái dòng xe này thì nó có cái tổng trọng lượng của chiếc xe tầm gần 2 tấn. Nên là đi rất là đầm. Đi rất là đầm xe. Chắc chắn. Cái thứ hai là chiếc xe có cái form dáng rất là đẹp. Mặc dù là cũng 10 năm sử dụng rồi nhưng mà đến thời điểm bây giờ đây hoàn toàn là không có lỗi mốt gì cả. Form dáng thì rất là đẹp. Đây là màu nguyên bản của chiếc xe. Đây là màu mận chín. Trang bị màn hình cam lùi đầy đủ rồi cho anh chị và các bạn nhé. Xe hiện tại là tên tư nhân chính chủ. Nên việc ra tên rất là nhanh. Xe đến thời điểm bây giờ hoàn toàn cam kết tới anh chị và các bạn là xe đến thời điểm bây giờ không có lâm va tai nạn, không gặp nước gì. Cột kèo keo chỉ nó còn chuẩn nhé. Rất chuẩn luôn. Xe phải nói là rất là đẹp. Từ tổng thành bên ngoài đến nội thất bên trong. Và được độ lên khá là nhiều những cái chi tiết sang trọng. Từ những cái thanh mạ chrome. Chân những cái thanh lốc. Nhìn sang. Xe nhìn sang đi rất là nhiều. So với đúng cái nguyên bản của chiếc xe. Chủ xe rất là chi tiết. Đây, anh chị và các bạn nhìn nhé. Từ những cái thanh mạ chrome này. Những thanh mạ chrome. Hay là những cái chân nẹp kính này nó có ốp lốc này. Chân nẹp kính này nó có ốp lốc. Đây. Nhìn này. Nhìn này. Rất là chi tiết đúng không ạ? Và nhìn xe nó sang trọng lên rất là nhiều. Như đằng sau xe cũng thấy. Nhìn cái đường viền này. Mạ chrome. Rất là nhiều chi tiết ốp mạ chrome nhé. Form rất đẹp. Nói cái form của dòng Cruze này rất đẹp. Dòng Cruze này thì nó là dòng phiên bản sửa của dòng Lacetti. Nên là đi rất là lành. Đây này, anh chị và các bạn xem này. Nội thất bên trong. Nói chủ xe trước là giữ gìn chiếc xe rất là tốt và cũng độ lên khá là nhiều. Bên trong xe thì nội thất đấy, cái sàn này đã được độ cái sàn 3D. Nhìn rất là sạch và nhìn có vẻ rất là sang trọng luôn ạ. Xe rất đẹp. Từ những con ốc này, từ những con ốc có vạch sơn này, những con nguyên này. Đấy. Đó nhá. Những cái vạch, những cái chỉ đã còn chi rất là chuẩn. Đây ạ. Đấy, những con ốc này nó vẫn còn nguyên này, ốc cửa vẫn chưa ra này. Đấy. Những ốc cửa nó vẫn còn chưa ra. Và những cái chân ra vào cửa nó có ốp mạ, cái ốp nốc này. Dòng xe này thì đi nói là đi rất là sướng, đầm xe chắc chắn, gảy số vô lăng nhé. Chịu các bạn gì quá đẹp đúng không ạ, quá đẹp. Đó. Rất là chuẩn, không có một chi tiết nào vấn đề gì cả. Đấy, từ những hộp sàn này nó còn rất là thẳng, còn dòng này thì nó sử dụng kích nốt
kích la răng là kích thước của la răng là 17, nhìn lốp rất là to, nhìn trường hẳn một chiếc xe đúng không ạ, nhìn chiếc xe rất là trường. Đây, còn về lốp thì nó rất là mới rồi, đây lốp này khả năng sử dụng rất là già nhiều này, đến 85-90% nữa, gần như là lốp mới luôn, còn bố còn lốp. Đây đăng kiểm này tháng 1 2021 này, đăng kiểm rất dài luôn, xe phải nói form dáng rất đẹp, từ những cái mặt lưới tản nhiệt này, cái đã độ rất là nhiều đúng không ạ, rất là nhiều chất chơi. Ok, đây là đẹp luôn. Nếu anh chị và các bạn có nhu cầu với mẫu xe Cruise 2010 trang bị số tự động LTZ, máy động cơ xăng 1.8, liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em Khanh theo số điện thoại 0943 622 621, hoặc kết nối Zalo trực tiếp với em Khanh để em Khanh sẽ đầy cung cấp đầy đủ thông tin giấy tờ về mẫu xe cho anh chị và các bạn tham khảo. Nói chung là xe rất đẹp luôn, ốc còn chưa ra nhé. Đấy. Bốn quả lốp rất là mới nhá, anh kể cả bốn quả lốp này, anh chị các bạn nhìn mới thay luôn, bốn quả lốp mới thay. Em sẽ mở cốp cho anh chị và các bạn kiểm tra đằng sau này. Nhà máy nó mở cốp bằng chìa khóa nhá, nó mở cốp bằng điện. Rất là ok, thật sự là chiếc xe phải nói là rất là đẹp. Đó, nó mở cốp rồi, không có một vấn đề gì luôn ạ. Lốp sơ cua đầy đủ này, lốp sơ cua đầy đủ ấy. Đấy. Rồi. Rồi, rất ok luôn, những cái chi tiết này rất là chuẩn, từ những cái chiếc đinh tán hay là những cái cụm đèn này, toàn bộ nguyên bản theo xe nhé, chưa có là vấn đề gì cả. Đây, anh chị và các bạn nhìn những con ốc còn chưa ra này, cam kết tới anh chị các bạn là xe hoàn toàn không vấn đề gì cả. Xem xe tại thị trấn đường 388 thị xã Kinh Môn Hải Dương nhé anh chị và các bạn nhé, nếu anh chị và các bạn có nhu cầu. Đây, sau bên trong để kiểm tra cái bộ trang thiết bị của chiếc xe và cái động cơ, nếu mà nói động cơ của chiếc xe này thì rất là êm, ngồi trong xe gần như là không nghe tiếng máy, nói được cái cách âm của cái dòng xe này nó cũng rất là tốt. 11 vạn chuẩn này, mới xe mới 11 vạn chuẩn. Dòng này thì chắc đảm bảo với anh chị các bạn là xe không có chạy dịch vụ rồi, riêng cái dòng là số tự động này thì không ai chạy dịch vụ nhé. Nhất là cái dòng là TZ này, gạt mưa tự động 11 vạn chuẩn này, mới hơn 11 vạn chứ. Rất là nhiều chi tiết, được cái cabin phải nói là rất là đẹp, rất đẹp. Và ngày hôm nay nữ ca sĩ Thùy Tiên, và màn hình thì là giải trí này, rồi có cả màn hình cam nùi này, rất nét. Dòng này rất an toàn nha, nếu mà mình đi ở cái tốc độ cao ấy, nó sẽ tự động khóa tất cả các cửa lại, nên rất an toàn khi nhà mình có các cháu nhỏ đi cùng. Còn về an toàn của chiếc xe thì nó là trang bị túi khí, hai túi khí cho ghế lái và ghế phụ, và có tổng thành phanh ABS thì trang bị đến 4 bánh, rất an toàn.
khóa điện trung, khóa cửa trung tâm thì lại thiết kế ở đây, nó không như các dòng xe khác là cửa. Nói chung là rất là đẹp, không có lỗi gì cả. Dòng này thì là dòng phiên bản sửa rồi, là nó cũng rất là lành xe, đi lành xe. Ok chị Văn nhé, nói chung là bên trong là ok, là tất cả trang thiết bị đều hoạt động tốt cả, không vấn đề gì. Đây ạ, về tổng thành nó ngả kính này. Mua chiếc xe mà nó còn ngon mà tất cả đều ok là quá đẹp rồi. Ok rồi, rất là hợp lý nữa. Rồi em sẽ mời chị các bạn kiểm tra cái động cơ của chiếc xe nhé. Động cơ chiếc xe rất là êm đúng không ạ, ngồi trong xe gần như là không nghe tiếng máy nữa. Đó, rất là êm. Còn ra đến ngoài đây rồi mà nếu để nói mà sao ghé sát tai ở bên ngoài này, gần như chỉ nghe tiếng hơi hơi của tiếng máy thôi. Khi bạn mở lắp capo ra thì bắt đầu mới nghe tiếng máy này. Động cơ eco nhé, một cái động cơ tiết kiệm xăng, là vốn là máy 1.8 nhưng mà động cơ eco tiết kiệm xăng. Ở máy thì cực kỳ là chất, em khẳng định nhà máy cực kỳ là chất, đi rất là êm, rất là êm. Quá đẹp luôn rồi, quá đẹp. Một chiếc xe phải nói cực kỳ là chất. Nếu sở hữu chiếc xe này mà đi lại thì quá tuyệt vời rồi. Ok chị cảm nhé. Vâng, nếu anh chị và các bạn có nhu cầu với mẫu xe Cruy sản xuất 2010 LTZ trang bị số tự động, máy động cơ xăng 1.8 này, thì hãy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0943 622 621 em Khanh để nhận được cái mẫu xe này và sở hữu cái mẫu xe này. Và xin cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video clip của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở video clip tiếp theo.